có bao giờ bạn gặp trường hợp này khi chơi Rubik chưa? Khi bạn đang lắp tầng 2 xong và đến bước lắp mặt vàng này, lắp rồi con mặt vàng xong, các bạn chợt nhận ra là các bạn lắp cross sai ạ. Đây, hai viên này nó phải đối ngược lại cho nhau và các bạn lại sửa lại cross và nó mất đi những cái tầng 2 mà chúng ta vừa lắp và chúng ta lại phải lắp lại. Nó rất là mất thời gian luôn. Đó, lắp lại này. Và tiếp đến chúng ta sẽ bắt đầu hoàn thành các bước giải của mình. Ok, và các bạn vừa thấy ví dụ đấy, khi mà các bạn giải xong hết tầng 1, tầng 2 mà các bạn mới phát hiện ra các bạn lắp cross sai. Đậu má. Đó, và như trong video vừa nãy, cái video các bạn xem lúc đầu ấy là mình sẽ phá ra thẻ lắp lại. Nhưng mà thật ra làm thế thì nó sẽ bị mất hết các FL. Các bạn thấy không ạ? Thì mình sẽ chỉ các bạn một cách để không mất FL, chỉ đổi hoán vị hai này thôi. Thì cách khắc phục của mình nó như sau nhá. Khi mà bị này các bạn để như này này, một cái các bạn để trước mặt mình, một cái để bên phải này, các bạn làm công thức như sau này. Hàng giữa này các bạn cho cái viên này lên, và hàng giữa tiếp bạn cho viên này lên và đổi viên này sang này. Đó, rồi bạn cho hàng này xuống. Rồi bạn U2, đó, rồi bạn cho này xuống. Đó, bạn thấy không? Nó hoàn toàn được đổi mà không cần phải phải phá ra như thế kia, nó sẽ mất cặp FL. Đó. Rất là nhanh luôn, hoán đổi rất nhanh luôn. Và từ đó lắp lại thôi, rất là dễ. Ok bạn, và cũng có khi gặp một trường hợp nữa như này. Đây. Đang lắp chân chu tiên thấy hai cái này này bị ngược nhau, thì trường hợp này khá đơn giản, các bạn chỉ cần cho lên hàng trên và U2 cho xuống lại, đó là được. Này khá là dễ rồi. Thôi chết rồi, sai rồi. Đó. Thì đó là hai trường hợp mà sẽ có lúc các bạn gặp trong quá trình giải Rubik này. Thì hai trường hợp đó khắc phục khá là dễ, như cái cách mình khắc phục đấy, chủ yếu là trường hợp hai này thôi. Hai này đối với nhau thì bạn làm công thức này sang, cho ngoài xuống U2, đó được. Hai này hoán đổi với nhau này, thì muốn hoán đổi lại cũng rất là dễ thôi. Đầu tiên là bạn này lên, cho ngoài sang, trả lại về U2, đó, trả lại về là được. Đó, rất là dễ luôn. Ok, và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu các bạn thấy video hay, có thể cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm những động lực làm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.